Taco, Trường Hải Ô tô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chứng kiến những thăng trầm của làng nghề gốm Bát Tràng, một ý tưởng startup đã ra đời với sản phẩm vừa kết hợp được nguyên liệu gốm truyền thống cũng như cạnh tranh được về khía cạnh công nghệ. Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Cà phê khởi nghiệp hôm nay. Đây là những chiếc loa điện động có tên Maybell do anh Nguyễn Thế Anh và cộng sự sáng tạo nên. Điểm đặc biệt của những mẫu loa này là nó được làm hoàn toàn thủ công, sử dụng những vật liệu tự nhiên như gỗ và gốm Bát Tràng, cùng những hoa văn họa tiết độc đáo nhiều tùy biến. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu sử dụng chính là nghe nhạc, những chiếc loa Maybell còn đóng vai trò là vật trang trí cho không gian phòng. Người dùng có thể tùy chọn họa tiết của những sản phẩm này theo sở thích và phong cách cá nhân. Cho anh điều gì dễ thuyết phục khách hàng thay vì lựa chọn những đôi loa với thùng gỗ truyền thống trông rất là hoành tráng và bề thế để lựa chọn những chiếc loa gốm như thế này ạ? Đối với những khách hàng mà họ mua những đôi loa bằng gỗ hay là bằng nhựa thì cái độ bền của nó không thể bằng đôi loa này được. Thứ hai là trong cái sản phẩm này nó có cái tính thủ công rất là cao. Chúng tôi sản xuất những sản phẩm này thì với mục đích chủ yếu là tạo thêm một cái sự lựa chọn nữa cho khách hàng trong cái phân khúc loa vi tính. Và chúng tôi không trực tiếp cạnh tranh với những hãng loa trên thị trường, mà chúng tôi đi vào cái phân khúc mà những cái hãng lớn họ không làm, đó là về mặt trang trí, về mặt decor và những chất liệu họ cũng không làm được. Và cái quan trọng nhất là cái dòng loa của chúng tôi là hoàn toàn có thể tùy biến theo khách hàng. Chị muốn làm 100 cái đôi loa theo một hình dáng nhất định nào đó, chúng tôi hoặc hoàn toàn là họa tiết như nào đó. Chúng tôi hoàn toàn có thể làm theo ý của chị được. Vậy là mình hoàn toàn có thể nhắm tới những đối tượng khách hàng doanh nghiệp đúng không ạ? Đúng rồi. Nhiều người nói rằng những sản phẩm mà mang hơi hướng nghệ thuật một chút ấy, thì sẽ rất là khó để nhân rộng ra, hoặc là sản xuất đại trà, hoặc là đầu tư để làm thật là lớn. Anh nghĩ sao về con đường của Maybell sắp tới ạ? Điều đó đúng, rất là khó khăn. Hiện tại trong nước thì tôi cũng phải tâm sự thật là cái doanh số bán ở trong nước không được như chúng tôi kỳ vọng. Mà chúng tôi chỉ kỳ vọng vào khách hàng B2B và xuất khẩu thôi. Còn đối với những sản phẩm này thì xác định ngay từ đầu là rất là khó khăn rồi, bởi vì thứ nhất là nó mới lạ, và cái thứ hai là giá thành nó không thể rẻ. Hiện giờ phân khúc khách hàng mà anh hướng tới sẽ là những người như thế nào ạ? Hiện tại thì vẫn là những người thứ nhất là có gu, họ hơi cá tính một chút, thứ hai là họ thích những cái sản phẩm mà có tính sáng tạo cao, và thứ ba là họ có một chút điều kiện về kinh tế để họ không phải lăn tăn, họ phải lựa chọn giữa sản phẩm này hay sản phẩm kia. Khi nhắc đến chất liệu gốm thì tôi nghĩ là rất nhiều người sẽ kỳ vọng đến tính dân tộc ở trên chất liệu này. Với sản phẩm loa gốm thì anh có nghĩ đến điều đó không ạ? Nếu mà có nhu cầu thì tại sao không nhỉ? Nếu như thực sự thị trường có nhu cầu như vậy chúng tôi sẵn sàng làm. Còn hiện tại thì để xuất khẩu chúng tôi vẫn dùng những chất liệu truyền thống. Nhưng mà trên đó thì thể hiện những cái họa tiết ngoại hiện đại thuận một chút. Ý tưởng khởi nghiệp có thể là tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới, hoặc có thể tạo ra một hướng đi mới cho một sản phẩm đã quen thuộc. Với những chiếc loa gốm của Maybell thì hy vọng rằng những chất liệu truyền thống của Việt Nam sẽ được hiện diện trong ngôi nhà của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam cũng như khách hàng trên toàn thế giới. Xin được cảm ơn anh đã đến và chia sẻ cùng chương trình Cà phê khởi nghiệp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.